2020 với những biến động đã tạo cho chúng ta không ít những khó khăn. Chắc hẳn sẽ có nhiều điều khiến các bạn cảm thấy mệt mỏi. Con mệt lắm. Con mệt mỏi lắm mẹ à. Con ghét cái cảnh đơn phương bây giờ xung quanh chỉ toàn là người lạ. Cuộc sống sinh viên thật khổ cực, tất cả mọi thứ phải tự lo. Sống xa nhà phải tự chăm sóc bản thân, những điều này rất khó. Không gì không? Là có anh sợ nhất. Sợ nhất. Kinh tế vi mô, chính trị học, triết học Lenin, anh văn 2, số thống kê. Rồi mấy môn nghiệp vụ cũng sợ luôn, hóa âm thực cũng sợ, quốc phòng cũng sợ, nói chung sợ hết. Ở số Văn Lang Kids cuối cùng của năm 2020, chúng ta sẽ cùng phỏng vấn các bạn sinh viên về điều làm bạn mệt mỏi trong năm 2020 nhé. Quá mệt mỏi rồi. Khiến mình mệt mỏi và không vui nhất trong năm 2020 chắc là vì Covid. Covid đã khiến cho mình bỏ lỡ rất nhiều dự định. Dịch Covid đến và cũng như là ngành du lịch cũng như là tất cả các ngành kinh tế tại Việt Nam đều bị ảnh hưởng nặng nề. Và du lịch đối với em, bản thân em thì những cái định hướng về tương lai cũng như là định hướng dành cho công việc sắp tới của mình nó bị trì trệ và phải có những cái điều mới mẻ, thay đổi để phù hợp với tình hình xã hội hiện tại. Mình có nhiều khó khăn trong cái việc mà đi học nè, và phải chuyển sang học online rất là gặp nhiều khó khăn, rồi mình không có được về quê nữa, không có được ở bên gia đình để gia đình được lo lắng, là phải tự ở trên Sài Gòn và tự lo hết mọi thứ. Học cái ngành mỹ thuật thiết kế cho nên là học những cái này thì tụi mình phải tương tác với nhau thì sẽ cảm tạo nên được một cái cảm giác nó rất là kháng khích giữa tình thầy cô bạn bè rồi này kia với nhau thì nó sẽ rất là vui. Nhưng mà nghỉ Tết ở nhà dài thì nó cũng vui, nhưng mà thiếu mọi người thì cũng không vui lắm. Về năm Covid thì tụi em là sinh viên năm tư, cho nên nó là cái áp lực về những cái đồ án cũng như deadline và những cái bài tập nó diễn ra khá là nhiều và dồn dập. Cho nên là tụi em mệt mỏi nhất là phần deadline và bài tập cũng như là một số công việc tụi em làm ở ngoài còn ngoài kia nữa. Với lại vì thời gian Covid mình phải ở ngoài quê, mình không có vào trường để học á, cho nên là khi mà vào học kỳ 1 thì cái nhiều môn học với lại nhiều hoạt động rồi các đợt dự án của khoa xuống hơi nhiều và mình hơi áp lực về cái đó. Điều khiến mình mệt mỏi nhất trong năm 2020 đó là mình phải chạy deadline quá nhiều. Ví dụ như là ngành báo chí, môn học báo chí, mình phải tổ chức các học báo, tổ chức các sự kiện. Bạn học ngành nào? Mình học ngành PR. Mình cũng là K26 PR. Và mình có những ngày mình đi học nhóm từ 6 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, mình chưa về tới nhà nữa. Mình cũng cảm thấy rất là mệt vì phải chạy deadline. Và em tiếc là em không casting vô nên ông của khoa em được. Em cảm thấy tiếc là em không thể tiếp tục được cái công việc làm thêm của em, và em đã phải rời xa những cái người mà em yêu quý nhất. Cái điều em tiếc nuối nhất là về sức khỏe. Em kiểu là người tham việc, hay ôm công việc và người, nên không có biết chăm sóc bản thân. Skip a beat, give up to make a sleep. Always here
gonna make a goal and a sentence who's always that bad. Never let you go, never let you know, knowing true. Whatever happens, happens. Let's be here through ups and ups and ups. True in the present, present. Ok, chơi luôn đi anh. Bước sang năm 2021, chúc cho đại gia đình và làng của mình sẽ có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe và luôn may mắn trong mọi việc. Năm mới sẽ có được những cái công việc mới, thành công mới và làm được những điều mà mình muốn, đạt được những điều mà mình thích và hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Hãy cố gắng hơn nữa, cố gắng để bứt phá khỏi giới hạn của bản thân. Hy vọng là mình sẽ tốt nghiệp đúng hẹn và đủ điều kiện của nhà trường. Thì mình không muốn làm tốt nghiệp online, mình chỉ muốn gặp thầy cô để tương tác để cho cái đồ án của mình nó tốt hơn nhiều. Năm mới em sẽ có người yêu. Ủa? Nhiều tiền đồ hơn, sau rồi mọi người mình thi qua môn nữa. Dịch sẽ bớt đi và chúng ta sẽ bùng nổ hơn trong năm tới để chúng ta có thể làm nhiều việc về du lịch, về sự kiện, về event, tất cả các thứ. Và xin chúc cho tất cả các bạn sinh viên Văn Lang chúng ta sẽ có một năm 2021 học tập thật là vui vẻ, ý nghĩa, trọn vẹn, được đến trường lớp nhiều hơn, được gặp thầy cô nhiều hơn, được gặp bạn bè nhiều hơn và đặc biệt là luôn luôn có gấu nè. Vẫn theo cái câu slogan của trường đó là đạo đức, ý chí, sáng tạo. Tụi mình còn trẻ cho nên hoài bão rất là cao, rất là nhiều. Cho nên là không vì những cái lý do như dịch Covid mà mình dừng chân tại chỗ. Mình cứ cứ tiếp tục phát triển và cố gắng hơn. Em chúc các bạn như vậy. Happy New Year. Với đại xin chào.